Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gaming Channel của mình nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay game Plants vs Zombies. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi... Ok, con Plants đầu tiên nha. First Plants. Hôm nay mình sẽ chơi con Plants Shooter luôn. Ok, mình sẽ đấu với lại con... Robot nha các bạn. Ok, let's go. Rồi. Ok, đây mình sẽ loại bỏ tất cả các chậu đấy đi nha, cho nó đỡ vướng. Ok, mình sẽ trồng cây Plants Shooter đây. Ok, mình sẽ chỉ trồng ở cái hàng giữa này thôi nha. Còn các hàng khác để cho cái con zombie nó đi hết vào cái xe là nó cán. Thì cái con robot này nó sẽ không thả ở những cái ô đấy nữa, nó chỉ thả cái ô mà còn cái xe này thôi. Ok, mình sẽ trồng đè lên. Các bạn dùng Ikesorom này nha, cái con Plants Ikesorom này để phá hủy cái quả cầu lửa của con robot nha các bạn. Ok, mình sẽ tiếp tục trồng. Ở dưới đây thì mình sẽ trồng thêm một con Plants Shooter nữa và mình sẽ cho cái đây cái bút này vào nha. Cái mình không đọc mình rõ được cái này. Cái này mình sẽ đặt đây để khi nào mà cái con Gargantua zombie ấy thì nó quăng cái con zombie nhỏ của nó ra thì nó sẽ vào đây thì nó sẽ bị bắn. Ok, mình dùng hai cái strong rồi. Ở vòng ngoài thì mình sẽ trang trí bằng cái con Thanos nha các bạn, trang trí thêm cho đẹp thôi. Con Plants Shooter này nó bắn ra một đạn một, bắn rất là yếu này, biết bao giờ mới giết được cái con robot này. Ok, mình sẽ tiếp tục trồng qua nút, à đâu con này là ta nút, mình trồng trang trí nhé. Các bạn có thắc mắc gì về game thì các bạn cứ inbox comment ở dưới thì mình sẽ trả lời nha các bạn. Cái quả băng này thì mình sẽ dùng quả ớt này để phá hủy nha. Ở đây xong mình sẽ cho thêm mình sẽ cho con Gargantua ra cho nó cuốn hút hơn nha. Ok, mình sẽ cho con robot ra đây rồi. Gargantua
sẽ cản mấy con robot này bằng cái Speak It Up. Định ăn trộm, bắt tới heo. Ở đây thì các bạn trồng đè đây bao nhiêu cũng được nha các bạn. Bán mãi cũng chưa đủ các bạn ơi. Con pin shooter được quá yếu luôn này. Sẽ trồng thêm. Boom. Ok. Ui, chị nhầm rồi. Oh my god. Nó dùng xe ô tô nó đập chết cây mình luôn. Pier Shooter Zanapino. Con Zanapino này lửa quá mạnh các bạn. Và một hàng Zanapino xem nha. Wow. Rất mọi thứ các bạn. Rồi nó dẫm chết hết con nó tan của mình. À này mình chết rồi.
Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ và share video cho mình nha. Xin chào tạm biệt.